Là một trong những loại gỗ mà cực kỳ đặc trưng của Việt Nam. Nó có một cái hương thơm nó nồng, nó ấm, nó còn thơm hơn cả cái mùi nước hoa. Vâng, xin chào mừng quý vị đến với kênh của Tranh Gỗ Bùi Gia. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một trong những cái tác phẩm hay nhất và cuốn hút nhất trong năm 2021 này. Và đây cũng là tác phẩm mới nhất về chủ đề tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai. Lòng tranh được làm bằng gỗ Ngọc Am. Nó sẽ rất thơm và rất là dễ chịu. Và khung tranh thì được làm bằng gỗ gụ Lào để tạo ra cái độ màu sắc tương phản với nhau. Lòng tranh thì sáng và khung tranh thì tối để nhìn bức tranh sẽ cuốn hút và dễ nhìn hơn. Và đi sâu vào từng chi tiết của bức tranh thì đầu tiên là bức cây tùng. Trên bức cây tùng này thì sẽ có hai điểm nhấn mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đó là thứ nhất là cây dáng của cây tùng. Dáng của cây tùng bây giờ nó đã chuyển sang thành một cái dáng trực, nó không phải là cái dáng cong như ngày xưa. Và cái dáng cây tùng, dáng trực này thì nó biểu hiện cho cái khí phách và cái ý chí của một người quân tử theo quan điểm của các cụ ngày xưa là như thế. Và bên dưới cây tùng thì được kết cấu và làm cùng với hai bông hoa mẫu đơn. Và hai bông hoa mẫu đơn như này thì nó sẽ tạo ra cái độ mềm mại tương phản với cây tùng. Cây tùng cứng thẳng khỏe bao nhiêu thì cây hoa mẫu đơn nó lại mềm, nó lại dịu dàng bấy nhiêu. Và nó cũng là một cái triết lý âm dương. Cây tùng tượng trưng cho người đàn ông thì cây hoa mẫu đơn cũng là tượng trưng cho người phụ nữ. Có âm có dương và nó sẽ rất là tương hợp. Đặc biệt là đôi chim hạc đứng e ấp bên nhau như này tạo nên một cái khung cảnh khá là bình yên. Và một số các cái chi tiết giúp cho bức tranh kênh bong và nhìn nó sẽ sâu nét hơn. Đặc biệt là sang đến bức tranh thứ hai, chủ đề về bức tranh hoa cúc. Trên bức tranh hoa cúc này thì chúng tôi có chế tác đó là 6 bông hoa cúc, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. 6 bông hoa cúc này thì tượng trưng cho chữ lộc, tài lộc. Và đặc biệt điểm nhấn là gia đình nhà gà. Phía bên trên là một con gà trống rất là oai phong và đục rất là chi tiết đường nét đây quý vị nha. Đặc biệt là bên dưới là một con gà mẹ với các con gà con, với 6 con gà con đang tìm thức ăn đúng không? Một cái khung cảnh rất là bình yên, rất là hiền hòa và nó có một cái ý niệm về cái sự sum vầy ở trong bức tranh này. Bên trên là người đàn ông và bên dưới nền tảng của gia đình chính là người phụ nữ. Đó chính là con gà mẹ và đàn gà con. Và bức tranh hoa cúc này khi mà đục cùng với lại là con gà trống thì nó sẽ mang cái âm hưởng của văn hóa Hán Việt ở trong đây. Bởi vì âm tiếng Hán đọc cúc kê nó tương đồng với cái chữ gọi là cư cát, cử cát hoặc là cựu cát. Nó đều mang cái ý nghĩa đó là mang may mắn, hạnh phúc và những cái điều bình an nhất đến với gia đình. Chính vì như thế cho nên là thông thường là con gà người ta hay đục cùng với lại bông hoa cúc là như thế quý vị nhá. Sang đến chủ đề cây trúc, lại là một chủ đề đặc trưng và liên quan đến người quân tử. Trên bức tranh cây cúc, cây trúc này thì chúng tôi đục ở trên một cái dẻo núi hay còn gọi là dẻo đá. Và cây trúc đứng ở trên cái tảng đá như này nhưng mà vẫn sống, vẫn vươn cao, thể hiện cho một cái sức sống rất là mạnh mẽ, rất là mãnh liệt được vươn lên. Và đặc biệt là chúng tôi tạo ra những cái đường nét kênh bong hoặc là những cái đường nét đan xen vào với nhau để thể hiện cái độ tự nhiên của bức tranh. Ví dụ như là trên bức tranh nó có rất nhiều những cái tầng lớp, ví dụ như tầng con chim này, con chim đầu tiên này, xong rồi đến con chim đằng sau à, rồi sau đó là đến cây trúc này và lại đến cành trúc này. Nó tạo ra ba bốn lớp tranh chèn lên nhau như vậy thì nó sẽ tạo ra cái sự sinh động cũng như là phản ánh một cái nét tự nhiên ở trong 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 bức tranh. Bởi vì tranh chính là thu nhỏ của tự nhiên. Và tổng thể ở bức tranh cây trúc thì nó sẽ tạo nên một cái phối cảnh đó là khá là nhẹ nhàng và dễ quan sát. Rồi sang đến bức tranh hoa mai. Bức tranh hoa mai cũng là một trong những chủ đề được rất nhiều người yêu thích. Và khi quý vị nhìn xa cái bức tranh hoa mai này thì tưởng tượng ra cái gì ạ?
Nó giống như là một người thiếu nữ đang múa điệu múa phượng vũ đúng không ạ? Nó rất là mềm mại, nó rất là uyển chuyển và nhìn nó có một cái nét nó rất là thanh, nó không bị dày, nó không bị đặc. Và trên bức tranh hoa mai thì cũng có những cái đôi chim, có hai đôi chim là bốn con thì cũng tượng trưng cho cặp đôi của sự hạnh phúc, của sự no đủ. Và bức tranh hoa mai này thì cũng có rất nhiều những cái đường nét chi tiết được đè lên nhau như này để thể hiện cái một phần là tay nghề và một phần là cái sức sống tự nhiên của bức tranh. Bộ tranh Tứ Quý bằng gỗ ngọc am chính là một trong những cái tuyệt phẩm rất là tuyệt vời của trời đất đem lại cho con người chúng ta. Nó có một cái hương thơm nó nồng, nó ấm. Khi mà chúng ta trưng ở trong phòng thì nó có một cái hương thơm, thậm chí nó còn thơm hơn cả cái mùi nước hoa. Bởi vì nó là kết tinh của trời đất, của thời tiết, của đất cát, của phong gió. Bao nhiêu lâu năm nó mới ra được một cái cây gỗ, mà cây gỗ này nó lại chứa những cái dầu rất là thơm ở bên trong. Vậy nên là tuy rằng cây gỗ đã được xẻ ra, nhưng mà chính bản thân những cái thớ gỗ thì nó vẫn còn sống, nó vẫn còn hô hấp và nó vẫn còn tỏa ra những cái mùi hương. Vậy nên là khi mà mình trưng một cái bức tranh ở trong nhà, một cái bộ tranh ở trong nhà, thì điều đó cũng giống như là có một người bạn chia sẻ với mình về hương thơm, chia sẻ với mình về niềm vui, nỗi buồn. Thậm chí mình uống một chén trà thôi, cùng với một bức tranh thôi, nó giống như là hai người được tâm sự với nhau. Của cái tranh của từ làm từ gỗ ngọc am thì quý vị nên treo ở nơi đó là kín gió, không bị gió lùa để không bị nứt cái mặt tranh. Và cái thứ hai nữa đó là mình treo ở một cái không gian mà nó vừa phải, ví dụ như một cái phòng khách khoảng độ tầm 30-40 mét, nó không có bị gió lùa nhiều. Thì khi mà mình đóng cửa, mình mở cửa ra là mình giống như là mình bước vào một cái nơi mà ngập tràn cái mùi thiên nhiên ở bên trong đó. Kết hợp với lại là những cái đường nét tự nhiên của một cái bức tranh như này, mình sẽ cảm thấy là mình rất là thoải mái, mình rất là vui tươi khi mà mình được hòa nhập vào cái bức tranh này. Và để bảo quản bức tranh thì nó rất đơn giản. Nếu như mà quý vị chơi những cái tác phẩm của tranh gỗ Bùi Gia ấy, thì chúng tôi còn có một cái dịch vụ, đó là trong vòng từ 2 tháng đến 3 tháng hoặc bất cứ lúc nào mà quý vị cần thì chúng tôi đều có mặt để giúp quý vị bảo dưỡng, làm mới, làm sạch cái bức tranh của mình, để cho một người bạn tâm tình với quý vị nó sẽ mang cái hơi thở rất là tốt đẹp, nó mang một cái hình ảnh rất là sạch sẽ. Thì điều đó cũng là một cái dịch vụ mà chúng tôi muốn hướng tới. Và đặc biệt là với những cái hương thơm rất là tự nhiên và rất là tốt cho sức khỏe của gỗ ngọc am, thì thậm chí là những cái tầng lớp vua quan ngày xưa còn muốn đóng những cái thùng, những cái chậu để rửa mặt, để ngâm mình, để tắm mình ở trong hương thơm như thế. Và đôi khi còn có những cái sự tương truyền về một trong những cái công dụng rất là tốt của gỗ ngọc am, đó là giúp cho chúng ta sảng khoái về tư tưởng, sảng khoái về tinh thần, thậm chí nó có thể đuổi được cả những cái loại côn trùng có hại. Đó là những cái điều mà gỗ ngọc am đặc trưng của Việt Nam đem tới cho chúng ta. Và hôm nay thì tôi muốn giới thiệu với quý vị bộ tranh Tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai, mang một cái âm hưởng văn hóa của Việt Nam cũng như là cái đặc trưng nguồn gốc gỗ của Việt Nam. Và khi quý vị nhìn xa ra như này thì để ý sẽ thấy thế là cây tùng nó mang cái hướng đổ vào bên trong, từ bên phải sang bên trái, và cây mai thì sẽ có cái hướng đổ từ bên trái sang bên phải, tạo thành một cái thế tay ngai ôm vào bên trong. Nó giống như là một người đang giang tay ôm vào, không bị thất thoát ra, không bị lãng phí ra, và cũng như là một cái hình ảnh tượng trưng cho cái việc đó là sống hạnh phúc, yêu thương, hài hòa và ôm ấp lẫn nhau. Đó chính là những cái triết lý mà chúng tôi muốn đặt vào trong một cái tác phẩm của tranh gỗ Bùi Gia. Chính vì như thế cho nên là tranh gỗ Bùi Gia thì không những chỉ là một nơi đục đẹp đâu, mà chúng tôi còn mong muốn hướng tới có những cái giá trị văn hóa hoặc là một cái niềm tin tốt đẹp để truyền tải vào trong từng cái bức tranh của chúng tôi. Và rất là vui khi được chia sẻ với quý vị một trong những cái bức tranh, những chủ đề tranh mới nhất trong năm 2021 này, và hy vọng còn nhận lại được những cái thiện cảm cũng như là những sự ủng hộ từ quý khách hàng. Và xin trân trọng cảm ơn, kính chào quý khách tranh gỗ Bùi Gia, thưởng thức mỗi ngày trường tồn giá trị.